BMW Z4 được coi là một mẫu xe chơi đẳng cấp của thương hiệu xứ Bavaria. BMW Z4 S-Drive 20i là phiên bản facelift mới nhất của dòng xe thể thao hai cửa Z4. So với trước, bản facelift này sở hữu nhiều thay đổi chủ yếu ở ngoại hình, phần mí mắt nằm trên cặp đèn pha và hai vòng tròn Corona kép được trau chuốt hơn, cụm đèn xi nhan nằm gọn trong thanh ngang mạ chrome hai bên hông xe, các đường gân chạy dọc thân xe rõ nét hơn, còn đèn hậu cũng được mang nét thiết kế mới. BMW Z4 sở hữu mâm xe với thiết kế 5 chấu hình chữ V, kích thước 17 inch hầm hố và đậm chất thể thao, lốp xe an toàn run flat có thể vận hành ngay khi xe bị xịt lốp. Ngoài ra, BMW Z4 mới cung cấp tổng cộng 11 màu sơn có ánh kim phong phú, phù hợp cá tính và phong thủy cho từng khách hàng. BMW Z4 có thể đóng mở mui chỉ bằng một nút bấm khi xe đang vận hành với tốc độ dưới 40 km/h. Thú vị hơn, khách hàng thích khẳng định cá tính có thể trang bị tùy chọn bộ môi xếp cứng với màu bạc Glacier Silver. Ngồi sau tay lái, chủ nhân có thể chuyển đổi linh hoạt 3 chế độ lái bao gồm Comfort, Sport và Sport Plus thông qua hệ thống chuyển đổi chế độ vận hành Driving Experience Control nhằm thích ứng ngay điều kiện đường xá cũng như sở thích cá nhân. Các trang thiết bị tiện nghi bao gồm hệ thống đèn chiếu sáng xenon, đèn viền nội và ngoại thất Light Package, ghế bọc da cao cấp Kansas, hệ thống điều hòa không khí tự động với hai vùng riêng biệt, hệ thống âm thanh 6 loa hi-fi tiêu chuẩn. Khách hàng dành thưởng thức có thể tùy chọn thiết lập hệ thống radio BMW chuyên nghiệp và trang bị dàn âm thanh 14 loa hi-fi. Trên Z4 mới, động cơ mới cho công suất cực đại 184 mã lực tại vòng tua máy 5.000 vòng 1 phút, mô men xoắn cực đại 270 Nm tại vòng tua máy 1.250 đến 4.500 vòng 1 phút, hộp số tự động 8 cấp được trang bị tiêu chuẩn. Phiên bản Z4 mới có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 232 km/h. Động cơ mới chỉ tiêu thụ trung bình 6,8 lít cho mỗi 100 km/h, trong khi đó mức khí thải đạt 159 gram trên 1 km. Với đặc thù là dòng xe thể thao, con số này được xem là tương đối tiết kiệm mà vẫn đạt được hiệu quả mong muốn về tốc độ. Xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 7,2 giây. Tại Việt Nam, BMW Z4 S-Drive 20i bao gồm thêm màn hình TV trên táp lô có giá bán 2 tỷ 889 triệu đồng.